Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao địa hình MTB. Hôm nay em mới về một lô xe mới. Nên em ưu tiên em úp lên chiếc xe này đầu tiên, bởi vì thật sự với các bác rằng với cái cấu hình trên chiếc xe này và cái tầm giá tiền em mua được về nó khá là tuyệt vời và bán cho các bác, nên đâm ra em úp lên đầu tiên để các bác là có hữu duyên và trong tầm tiền các bác mua ngay chiếc này để sử dụng thì quá tuyệt vời các bác nhé. Thật sự đây, để em xin phép em vào chi tiết cấu hình cũng như thương hiệu của xe này để cho các bác được hiểu thêm. Format, riêng format này thì khởi nguồn đầu tiên xuất phát thương hiệu này là thương hiệu của Nga các bác nhé, nhưng tính đến hiện tại thì là thuộc thương hiệu của Mỹ rồi. Bản format Spark này, đó, riêng cái mã format Spark này nhé, là thương hiệu chuẩn ngày trước, từ đầu khởi nguồn của cái thương hiệu này ấy, thì nó xuất phát là từ Nga, nhưng tính đến bây giờ nó thuộc về thương hiệu của Mỹ rồi các bác ạ. Và chiếc xe này sản xuất thì em cũng khẳng định là cũng chả phải sản xuất ở Nga hay là ở Mỹ đâu. Thật sự nếu mà sản xuất chiếc này ở Nga hay Mỹ mà về đến Việt Nam mình thì thật sự với các bác là giá nó khá là đắt. Nó tính theo tiền nghìn đô cơ các bác ạ. Nó đắt cực kỳ luôn. Còn chiếc xe này chỉ có sản xuất một trong hai nước, một là Đài Loan, hai là Trung Quốc mà thôi. Nhưng điều mà chúng ta quan tâm đến, chiếc xe này là cái hãng này cũng như là cái mã mà Format Spark này là không bán ở Việt Nam, mà chỉ có bán ở thị trường châu Âu các bác ạ. Các bác có lên trang chủ của hãng Format này, các bác tìm hiểu đấy, các bác có muốn đặt chiếc này về Việt Nam mình, giá mà tính cộng cả cái tiền phí vận chuyển về Việt Nam mình không có dưới 20 triệu đâu. Khá là đắt các bác nhé. Cái thương hiệu và cái chất lượng của nó rất là ok. Đó, em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình của chiếc xe cho các bác thì hiểu thêm này. Xe được trang bị cặp phanh đĩa dầu thủy lực của Nhật các bác nhé. Shimano, mã của nó ở dưới củ phanh đây ạ. BRM446, ồ, cặp phanh M446 này khá là đắt. Giá trị khi mới nhé của cặp phanh là nếu chúng ta mua lẻ, rẻ nhất nó cũng phải cỡ gần 2 triệu một cặp phanh này rồi. Đó. Tiếp đến là xe được trang bị nguyên bản là tay bấm đề cao cấp của Nhật, Shimano Alivio. Alivio là chỉ sau mỗi DOD thôi. Líp 9, đĩa 3 các bác nhé. Tay lái và post tăng, đó cũng là nguyên bản của cái xe này. Xe này được trang bị cái tay lái phút tăng này, em rất là ưng. Nó là của Unlo. Unlo nó bằng nhôm 6061, rất là cứng và nhẹ các bác nhé. Đó, nguyên bản theo xe luôn. Đó, tay phanh bên trái đây và tay bấm đề bên trái đây. Đó, đây 1 và 3, bên này 1 và 9. Tiếp đến, xe được trang bị chiếc thụt dầu nguyên bản theo xe của hãng SR Soutour, mã của nó là XCM. Đó, hãng SR Soutour là một những cái hãng cực kỳ nổi tiếng trên thế giới để chuyên sản xuất những chiếc phuộc hơi cũng như phuộc dầu dành cho xe đạp toàn thế giới các bác nhé. Riêng chiếc phuộc dầu của cái hãng SR Soutour này, cái chất lượng và độ bền của nó còn cao hơn cả những cái phuộc hơi mà hãng thông thường không có tên tuổi. Đấy, đó là các bác vào là tên tuổi mới thôi. Đó, trên này đều có khóa phuộc hết này. Phuộc dầu là phuộc hơi là vai phuộc và càng phuộc phải là bằng nhôm các bác nhé. Bằng sắt, bằng thép là vứt là không phải đâu. Đó, tiếp đến này, xe được trang bị, đó đây là chắc chắn đây là nâng cấp rồi, Meyer Shimano, mã của nó là HB M475. Đó, riêng cặp Meyer của dòng Shimano này, các bác chạy Meyer của dòng Shimano kể cả DOR hay là SLX cũng là XT, nó là bi rời các bác nhé. Nhưng bi rời của dòng Shimano này thì cái độ trớn của nó thậm chí nó còn cao hơn cả những cái dòng bạt đạn thông thường. Đấy các bác nhé. Còn đây, vành đây nguyên bản theo xe là vành WTB SX24, cũng là thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu của Mỹ thôi các bác nhé. Nhưng sản xuất thì chắc chắn em cũng nói luôn không phải là của ở Mỹ đâu. Nhưng cái thương hiệu của nó là cái dây chuyền của nó sản xuất thì cực chất. Tâm lăn hoa 100% bằng inox, không gì các bác này, bằng inox nhé. Đó, cực là tuyệt vời luôn. Đến cái đĩa của nó cũng là đĩa Shimano luôn này. Đĩa phanh cũng là Shimano, nó in ở trên đĩa này luôn. Em cứ xoay em quay cho các bác cho nó cẩn thận. Đó, đây, cái tem trên đĩa vẫn còn này, Shimano các bác này. Đó, nó dập chìm luôn vào đĩa này. Củ phanh dầu cũng Shimano luôn này. Đó, lốp này, lốp của nó còn rất là ok luôn. Đó, lốp con này thì các bác này, cái tăm dâu này, cái bản lốp nó là như thế thôi, không phải mòn đâu. Đây, cái tăm dâu vẫn còn nguyên các bác nhé.
Đó, khung nhôm của format này thì 100%. Khung của nó là khung nhôm thiết kế theo kiểu dạng 7005. Nó 7005 này nó rất là cứng, và đặc biệt là nó nhẹ hơn dòng 6061 rất nhiều các bác nhé. Đây này các bác này, biểu tượng của format, riêng format hàng chính hãng, biểu tượng của nó là cái miếng dạng như kiểu nó đóng thẳng vào cái đầu khung đây này. Nó biểu tượng đấy, ba vạch đây này. Đó, nó màu kiểu phản quang ấy các bác ạ. Đó. Những cái dòng xe nó chính hãng là thế. Tiếp đến là xe được trang bị nguyên bản là đùi đĩa Shimano Alivio của Nhật. Xe này full bộ Alivio luôn. Đó. Kể cả zin từ đĩa luôn đây. Mã của nó là FC M430. Đó các bác nhá. Nhưng bộ này đùi đĩa thì nó riêng cái bộ Shimano thì Alivio các bác biết rồi. À, nó là cốt đặc này, cốt đặc này, bi này, nhưng mà nó cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, đây, format này, xe là size 17. Ồ, size 17 của hãng này thì nó chỉ là size S của hãng thông thường thôi các bác ạ. Đó, bàn đạp thì bàn đạp này từ bên kia về nó theo xe nó Wetgo. Wetgo thì là thương hiệu của Đài Loan thôi, bàn đạp nhôm. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà dùng nó rất là chất lượng, nó hơn những cái loại bàn đạp nhựa rất là nhiều các bác ạ. Chân trống thì lắp sẵn từ bên kia này. Đó, đây, chân trống nhôm nhá, chân trống nhôm, chân trống 3 điểm. 2 điểm, 1, 2, đó, rất nhiều ốc. Nói chung là chân trống này rất là chất lượng luôn. Đến cái ti bật đây này, cả trước cả sau các bác này. Ti bật cũng là của Shimano luôn đây này. Nó đóng lổi thẳng luôn này. Đấy, chứ không phải là sơn hay dán gì đâu. Đấy, vành trước, vành sau đều có khuy khóa chân, chống xé vành hết. Nói chung cặp vành này rất là chất lượng. Em tìm hiểu đâu đó, ở trên web người ta bán ấy. Ở trên web, web nước ngoài thôi, người ta bán cũ đâu. Nó phải hơn triệu một cặp vành này. Đây, cặp vành này. Tăm này. Lăn hoa đều là bằng inox hết, sáng bóng luôn, không là gì được luôn. Đây, khuy khóa chân chống xé vành. Đây, cái vành của nó các bác nhìn những cái vành hãng chuẩn của nó nhé. Ở trên vành nó có những cái tem thông số nó nhiều lắm, toàn tiếng Anh thôi. Thật sự đọc thì nó rất là dài luôn. Nhưng đây là chắc là cái tiêu chuẩn của những hãng này, nó ra nó phải đầy đủ những cái tem thông số như này. Các bác ạ, đó, cả ở bên trên này luôn này. Đó, vành hai bên đều có đầy đủ hết. Mayer sau cũng vậy, giống y như Mayer trước. Phải nói người chủ nâng cấp lên cặp Mayer này rất tuyệt vời luôn. Đây. FH M475 cực kỳ trớn, tem còn nguyên ở trên máy ở đây các bác này. Kể cả đĩa sau cũng zin hết Shimano luôn. Đó, tiếp đến nhá, đây là nguyên bản các bác này. Em phải giật mình là xe được trang, xe này, dòng xe này mà được trang bị nguyên bản là củ đề DORXT bạc như này thì em thấy quá là chất lượng luôn. Đó, lip 9. Đây là nguyên bản chứ không phải nâng cấp, thì các bác biết là cái xe này nó rất là chất lượng luôn. Đó, cái củ đề nó rất quan trọng. Các bác bấm ấy, bấm tay bấm nó có đưa lên xích, đó đưa lên các cái tầng lip, đưa xuống, đưa lên đưa xuống, nó có êm mượt hay không, nó cũng liên quan đến củ đề này rất nhiều các bác ạ. Đó, đấy. Đây, lip 9 các bác nhìn đây. Đây này, nếu mà đi nhiều nhá, đây là cái chữ sơn ở trên lip thôi. Nếu đi xe đi nhiều thì những cái chữ sơn này nó sẽ bay đi ngay, bay đi hết chứ không còn chữ Shimano ở trên cái lip này đâu. Cái xích này, cái thép này xích là thép, còn đĩa này, cái lip này cũng là thép này, hai cái này cọ vào nhau, những cái sơn này nếu đi nhiều nó bay hết ngay. Các bác biết, nhìn đấy, nhìn chữ còn nguyên này. Các cái răng của lip đây rất là vuông thành sắc cạnh, nó vuông đều luôn từ tầng 1 đến tầng 9 các bác nhé. Đấy, đùi đĩa bên này cũng vậy, là Alivio này. Đến cái đĩa này cũng zin luôn. Đấy, tem đây. Các bác là xem nhiều video của các bác biết này, đến cái tem ở trên đĩa còn zin nguyên này. Đó, bàn đạp bên này cũng vậy, giống bàn đạp bên kia. Cặp lốp nguyên bản theo xe nhé. Đây, VKTB nguyên bản theo xe luôn. Cặp lốp này của nó cực kỳ chất lượng. Đấy, lốp sau thì tất nhiên rồi, lốp sau là lốp chịu tải, nó sẽ mòn hơn lốp trước. Mòn là so với lốp trước thôi. Còn để mà phần trăm lốp này các bác đâu mà đi hàng năm nữa cũng không bao giờ phải suy nghĩ đến cái lốp. Đó, cọc yên thì đồng bộ luôn với tay lái, cũng là của Chung Vatit đây này. Đó, yên đây. Yên xe đây, từ bên kia về yên này rất là êm, ở giữa có lỗ thoáng khí này. Đó, các bác ngồi dòng đạp những dòng này mà cái yên này thì quá tuyệt vời luôn. Cái chất sơn của cái khung này em cũng thấy nó quá đặc biệt luôn. Đây này, các bác này nhìn này, nó cứ anh ánh nhiều kim tuyến luôn đấy, những cái chỗ đen đen này này. Các bác nhìn thấy không? Đó. Đây là những cái sơn, những cái bản xe nhập nó mới có những cái chất sơn như này được. Đây này. Đây các bác nhìn này. Đấy, anh ánh này luôn này. Sơn nó quá tuyệt vời luôn. Đó. Đây, em quay tổng thành cho các bác xem nhá. Xe này là size 17. Đó, size 17 thì bình thường nó phải là tầm size M. Nhưng mà có những hãng ví dụ như XDS ấy, ví dụ size 17 thì nó cũng chỉ tầm như SM thôi. Còn chiếc này size 17 thì nó chỉ ngang với size S của các hãng khác, và bánh 26 inch. Chiếc xe này thì em đã ướm thử cả bản thân người em rồi. Nói chung là chiếc xe này phù hợp cho người kể cả là 1m58 vẫn đi được các bác nhé. Tất nhiên các bác 1m58 thì các bác đi đạp thể dục thì các bác phải đi đôi giày đôi dép, nó cao hơn vài phân là chuyện bình thường. Đó, nói chung là từ 1m58 trở lên. Đó, và 1m tầm 70 đổ lại
đi là đẹp nhất. Đó, 1m58 trở lên và 1m70, 72 đổ lại các bác nhé. Đi là tuyệt vời nhất. Đó, em xin công bố rõ giá trên video này. Em bán chiếc xe này với giá 7 triệu các bác nhé. Thật sự các bác mà mua được chiếc xe 7 triệu với cấu hình Alivio củ XT bạc nguyên bản theo xe như thế này, mà được trang bị với cấu hình phanh dầu M446 như này thì quá thật sự các bác. Không lời đâu có một chiếc xe mà giá trị nó 7 triệu mà với chiếc xe nó chất và cấu hình xe nhập như thế này các bác nhé. Đấy là em khẳng định với các bác như vậy. Các bác trước khi alo mua chiếc xe này, các bác có thể đi tìm hiểu thoải mái, tìm hiểu tất cả các nơi rồi các bác so sánh xem nó có đúng và có hợp lý, có chuẩn không thì các bác mới lên mua. Đấy là em tham gia thật. Đó. Và em cũng nói tiếp là chiếc xe của bên em này nhập 100% là xe lướt, là đã qua sử dụng, không tránh được vấn đề về xước sát các bác nhé. Ví dụ như chiếc xe này. Đó, chiếc xe này là ở bên kia không xước đâu, nhưng do đây là do vận chuyển, người ta kẹp cái vành vào cái khung, kẹp cái bánh vào cái khung ấy, người ta bọc ở đây mỏng quá thì nó có chạm vào đây một chút này. Đây chỉ là xước sơn thôi các bác nhé. Thật ra là chỗ này thì dán một cái tem gì đó nhỏ nhỏ vào đây thì cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng em người thật việc thật phải quay rõ ràng cho các bác. Còn các bác thích để nguyên hoặc thích dán một cái tem gì đó cho nó đẹp thì tùy các bác thôi, không ảnh hưởng. Đó, đây, ở đằng sau này có một chút ở chỗ này này. Đó, chút chỗ này chắc là ngày xưa người ta lắp ráp ba ga ở đây, lót cao su đây. Đấy, nó còn chưa bị ảnh hưởng gì đến thân khung luôn cơ. Đó, nhưng mà nó chỉ hơi xước xước nhỏ nhỏ đây. Em cứ nói cho các bác biết. Nhưng mà con này phải thật sự là phần trăm của nó quá là ok luôn. Đây, hai càng thụt nhá. Hầu như không có luôn, không có vết xước ở đâu các bác ạ. Đấy, thực tế em quay đến đâu em nói rõ đến đấy. Đấy. Bên này này. Đó, bên này là những cái, kể cả những cái đuôi củ đề, đuôi càng sau đây chỗ này có một suốt một vết nhỏ nhỏ này. Đấy, còn các cái chỗ này không, hầu như không có này. Trên này cũng không có luôn. Đây, những hàng chính hãng này, www.formatbike.com, trang web có đầy đủ luôn ở trên xe. Đây, đùi đĩa bên này nói chung là còn rất là đẹp các bạn, khá là đẹp luôn. Thật sự 7 triệu mua chiếc này thì không còn gì để bàn luôn. Các bác bỏ ra mười mấy triệu mà các bác mua một con xe mới trên thị trường bây giờ, cấu hình chưa chắc đã được như thế này luôn. Em nó khẳng định luôn, các bác là mua rồi các bác biết chứ em không nói sai đâu các bác nhé. Đó, còn rất là đẹp luôn cái xe này. Đó, em xin nói lại là em bán chiếc xe này 7 triệu các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác, các anh, các chị đã xem video của em. Ai quý mến em đăng ký kênh, ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp, thật là chất lượng để về phục vụ với mọi người. Và điều quan trọng nhất vẫn là phải phù hợp với túi tiền của từng người, từng gia đình, các anh chị nhé. Em xin phép chào mọi người ạ.